Sáu sẽ đàn tặng cho mọi người và khán giả nghe một bài Tây Thi. Chào Núc. Thì lúc nãy anh nói là chở chú Sáu lâu rồi, nhưng mà chở từ trước giờ luôn hay sao Núc? Thì nói chung là anh chạy cũng xe đầu này cũng mấy năm rồi. Dạ. Thì cũng có duyên đậu ngay ở ba cầu Bắc đó. Dạ. Rồi gặp bà xã anh Liêm nè. Dạ. Kêu chở đi bán cái số á. Đi chạy được thì đi hoài luôn. Tới giờ luôn là cũng là mấy đến năm rồi. Vậy thì mỗi ngày Gia Liêm chở cho chú Sáu là bao nhiêu tiền? Thì mà anh có nhiều thì anh cho trăm ngoài gì đó, 200 trở lại. Dạ. Đi 4 lần chở lắm. Khi dạ. Đi xa cũng có nữa. Là mình đi nguyên ngày luôn hả? Đi một buổi nó đi 2 giờ về, 11 giờ, 9 giờ mấy chứ. Hết số là về. Dạ. Ngày lúc nãy thì em thấy lúc nãy cả nhà này, lúc nãy thì anh Liêm này là người tìm chú Sáu, nhưng mà tìm phải hỏi thăm rất là khó khăn. Khi mà chợ lớn quá cái nhiều ngã đó. Dạ. Chạy vòng vòng hoài cả tiếng mấy hồ à. Dạ. Kiếm hoài luôn. Mỗi ngày vậy tốn nhiều xăng không? Thì mà đi xa thì cũng 3 lít, 2 lít mấy, khi đi gần này lít trở lại. Chứ không phải là lúc trước đây, chứ không phải là chú Sáu là ngày nào cũng ở bến đò hả? Ở đó thì đò phà cầu Bắc thì xưa phà lớn đó. Dạ. Thì nói chung ở dưới phà không à. Dạ. Phà nó nghỉ ở quá có cầu rồi. Lên bờ là đi bán số. Dạ. Đi về chợ này chợ kia gì đó. Dạ. Bây giờ mà đi nhiều chợ thì nó sẽ được bán nhiều hơn. Đúng rồi. Chứ nếu như mà ở cầu không thì chú Liêm sẽ bán ít hơn. Chú Liêm ngày bán 180 ngàn, với lại chìa tiền cho luôn thì chắc cũng đủ sống ha. Sao? Dạ. Rồi lúc nãy là chú con thấy vợ bà xã của chú bên đang bị bệnh hả chú Liêm ạ? À? Dạ, bị bệnh da tiểu đường. Chú ở trọ đó lâu chưa? Dạ, ở đó là cũng mấy năm rồi đó. Mấy năm hả? Dạ, chú Liêm ơi, muốn tìm chú thì đến cái số điện thoại nào? Chú nhớ số được của mình không? Úc nói gì rồi. Số mấy anh Úc? Số của anh cũng được nữa. Anh số anh này 079. Dạ. 77 268 77. 079 77 268 77 là số điện thoại của anh Úc, người mà thường chở cho chú Liêm đi các chợ. Để mà liên hệ với chú Liêm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì lúc nãy em có điện, có xin số điện thoại của cô đó cả nhà. Thì nhưng mà điện cho anh Úc này thì dễ hơn là điện cho chú Liêm. Tại vì chú Liêm thì phải đàn, hai tay phải đàn. Nên là nữ ra là với lại để trong cái áo, cái đây là cái áo mà gặp chú Liêm hàng ngày vẫn đi mặc để đi bán với số hành khách của mình. Dạ. Rồi hôm nay con mới tình, con gặp chú Liêm rất là nhiều, nhưng mà hôm nay con mới biết được là chú Liêm lại lớn tuổi và lại sức khỏe lại yếu như vậy. Chú Liêm lát nữa có lại đàn tặng con một hai câu dùng cổ ha chú Liêm ha. Sáu sẽ đàn tặng cho mọi người và khán giả nghe một bài Tây Thi. Luôn. Chú Sáu cho con hỏi nè, tại sao cây đàn của người ta là cây đàn 5 dây, nếu như mà guitar là sẽ là 5 dây, guitar phím lõm là 5 dây, hoặc là còn đàn sến hay đàn kìm gì là sẽ 2 dây. Nhưng mà cái âm của chú Sáu là nó giống đàn guitar nhưng mà nó chỉ có 2 dây thôi. Tại sao chú Sáu lại làm không làm nó 5 dây? 5 dây đâu có được.
Đi như cái loại nó 2 giây à? Loại nó 2 giây. Chú Sáu tự chế nó 2 giây luôn. Ồ nó âm nó trong đi ra ngoài đường thì nghe chắc con nghĩ là nó cũng gõ. À, nó cũng gõ cũng hay. Chú Sáu có thể vừa đàn vừa ca được không? Trời lớn tuổi rồi ca hết nổi.